Xin chào tất cả quý vị và các bạn ở trên cái cõi mạng này đó. Quý vị và các bạn thấy có hai cái kênh YouTube mà phải nói là em đây là khi làm YouTube là rất là quan tâm và phải rất là để ý cũng như là theo dõi hai cái kênh này. Thì kênh đầu tiên quý vị thấy cái màu đỏ đỏ, thấy không? Cái nền vàng vàng, cái kênh là trước mặt quý vị đó. Cái kênh thứ hai là kênh này. Quý vị thấy nó có chỗ nào giống giống nhau không? Đối vị rất giống nhau đúng không? Kênh này là kênh của anh Đời Thường, có tên là Đời Thường TT, Đời Thường Tê Tái. Thì trước đây quý vị thấy là anh Đời Thường đã gần như là coi như là rửa tay gác kiếm, dừng bước giang hồ, coi như là chạy đứt dép luôn. Sau khi mà cái drama của chị Hằng coi như là xử cái sơ thẩm xong á. Bởi vì sao? Bởi vì thấy ghê quá. Nhưng mà mới đây thì cách đây một ngày mình thấy anh Đời Thường đã tái xuất giang hồ các bạn. Với một cái video là ai sẽ vô đây khi vàng về. Phải nói là làm YouTube phải học theo anh này. Ảnh rất là hay quý vị. Không bao giờ quý vị biết ảnh là ai. Và đối với anh này phải là tôi phải bái làm bậc thầy đó, sư phụ quý vị. Tôi còn dở hơi tập bơi cho nên sau này tôi mới học theo ảnh, nên tôi làm cái kênh tôi là tôi cũng đã giấu cái mặt đi rồi quý vị ha. Thì công nhận mình coi kênh của ảnh đó mình thấy thèm ở chỗ là video nào cũng view phải là khủng khiếp và cao ha. Mà mặc dù á không biết là sao cả mười mấy ngày không làm đó, thậm chí là cả thời gian dài quý vị thấy ảnh không có nói tới chị Hằng nữa luôn ha, rất là lâu luôn, rất là lâu luôn, cả tháng rồi đó. Nhưng mà ảnh quay trở lại một cái là quý vị thấy là mười mấy ngàn view liền, ghê chưa. Và đặc biệt thì kênh này mình để ý kỹ nè, mình phải học theo ảnh nè quý vị. Đó là video gần như ảnh giấu hết, ảnh ẩn hết. Có nghĩa là mình đang coi động thái này để bắt chước theo đây. Có vấn đề gì thì ảnh mới ẩn video đây. Mình nghe cái này mình thấy cái mùi nó tanh tanh là ghê ghê rồi. Đây là một người rất là nhạy bén, rất là hay trong lĩnh vực làm YouTube. Cho nên em phải thường xuyên theo dõi kênh này mới quý vị thấy sao. Đó. Khủng khiếp lắm nha, anh này anh hay lắm á. Còn riêng cái bà chị này á, bà chị này thì có biệt danh đó, gọi là Mộng Cô á, Mộng Cô Mộng, quý vị nhớ chị này không? Chị CM Vlog hả? Trong vụ thẹn nội thì chỉ thường xuyên có những giấc mộng rất là giấc mơ rất là bá đạo. Thì mình thấy cũng thời gian gần đây chị cũng không có còn livestream nữa, 2 tuần rồi. Rồi video chị cũng không có đăng nhiều. Nhưng mà mình vẫn cứ theo dõi, đó, theo dõi kênh của chị này. Cho nên muốn hóng tin tức về thầy ông nội thì phải lên kênh của chị CM Vlog ha. Còn muốn mà coi cách làm YouTube để mà không phải dính vào những cái chuyện lùm xùm hoặc là để mà không trở tay kịp á, rồi mình phải rút ra nhanh á, thì phải coi kênh của anh Đời Thường TT. Đó. Cho nên chính vì vậy thì quý vị thấy em cũng bắt trước. Em cũng đã coi như là ẩn hết video rồi quý vị. Đó, đó từ em sẽ dẹp luôn để em ẩn hết. Em phải học theo Đời Thường thôi. Ở đây cũng vậy, cho nên quý vị đừng thấy làm lạ khi mà trên kênh em không còn video nào hết. Bởi vì mấy cái kênh mà làm như em hay Đời Thường đây quý vị thấy thì dính vô drama thật là khổ. Khổ ơi là khổ. Đó. Cuối cùng rồi á, thì ngày xưa khi mà chưa dính drama thì còn có tí từ tiền mua gạo, mua thóc, mua sữa thì nọ đồ. Còn bây giờ dính vô xin lỗi các bạn á, tiền mua nước lạnh uống còn không có nữa, mì gói ăn còn không có, đừng nói chi vậy. Nên thôi làm để gán duy trì kênh để sau này chị Hằng về đó thì mình cũng đỡ đó, mình sẽ làm đề tài khác, biết đâu chị Hằng chỉ có những cái gì đó chia sẻ hay hay đó, mình lại có tin để mình làm. Giờ tôi cũng đang bế tắc về video kênh này, không có biết làm gì đây. Anh chị em nào có ý kiến gì hay là có cái gì hướng dẫn cho em làm với coi, chứ em cũng gán lên em nghiên cứu kênh của anh Đời Thường em coi. Thì mình thấy thì những video về vấn đề như là tiền gửi ngân hàng hay là Bitcoin hay là vấn đề khác á, thấy chả có ma nào nó coi hết rồi. Chả có ma nào coi hết trơn á, view cứ lèo tèo. Mà nếu mà nói tới chị Hằng này lại có view cao, mà bây giờ
Chị Hằng chị đá lông nheo ở ngoài tò vậy á, là có nghĩa là mình cũng thừa biết là đó là có lẽ chị chẳng bao giờ xuất hiện nữa, và sau này chị về chị cũng chẳng có xuất hiện nữa. Ừ. Thì gán anh em cũng gán hóng hóng chờ cho đến sau ngày 20 tháng 4 coi có cái chuyện gì xảy ra không đó. Nếu có chuyện gì xảy ra thì còn có chuyện làm, còn không có chuyện gì xảy ra thôi cũng thua luôn. Em thì đang em đón gió chỗ là em đang chuẩn bị chuyển cái kênh này sang gọi là AI, có nghĩa là AI đó các bạn, là trí tuệ nhân tạo. Thật sự em đang nghiên cứu về những cái vấn đề liên quan tới trí tuệ nhân tạo và có lẽ sẽ đem lên chia sẻ trên kênh này. Gán theo dõi những tin tức về chị Hằng trước cái ngày chị Hằng về. Đến khi chị Hằng về thì chắc lẽ tối đa là tới ngày 24 tháng 12 năm nay thôi. Bữa nay mới có 16 tháng 4, ít chứ còn 8 tháng nữa. Thì giờ thôi cố gắng coi mỗi tháng làm một video được không các bạn. Làm kiểu này chắc kênh nó đi tông luôn quá. Rồi thôi thì có chút xíu như vậy nha. Còn cái vụ thầy ông nội thì theo dõi hoài trên kênh xem mà chả thấy cái gì mới, chẳng thấy cái gì sáng hơn hết trơn á. Không thấy cái gì sáng hết trơn á. Thấy toàn là gì đâu không à. Đi du lịch gì đâu không mà chẳng thấy nói năng gì tới thầy ông nội. Lẽ chị xem quên thầy ông nội rồi chăng? Hả chị xem? Quên mất thầy ông nội rồi hả? Hình như là sao thấy vụ mà giờ im re, ví dụ gì lụm lon lụm lúa lụm gạo, ví dụ mà gì, tùm lum hết trơn không thấy gì hết, làm cho mọi người cứ chờ hoài chờ quỷ. Ừ. Chứ buồn buồn thì chỉ có lên hai kênh này coi thôi, thỉnh thoảng này lên trên kênh của anh luật sư Vũ, luật sư vlog. Mà dạo này thật sự mà nói ông Vũ cũng teo vòi rồi, ảnh cũng sợ cái chị CEO coi như là cao tốc rồi. Hả? Giờ thì chỉ còn anh luật sư vlog là ảnh còn hào hứng về cái tê lan nào đó, ảnh còn nói chút ha không, thì mình cũng đâu mình cũng gán mình lên mình nghe để mình học học thêm coi những cái vấn đề gì ha không, nên là tội nghiệp với anh Vũ. Hả? Giờ rồi em có đăng cái video là lương không thích cái video này, không tin quý vị vô thì coi thử coi. Bởi vì cả làng em đi kéo bắt lương đi nhậu, nhậu đến chi để mà hóng tin sau 24 20 tháng 4 này coi coi có cái ả nào đi hay không. Nghe đồn nó có hai ả, cái ả nào ấy chả biết nữa. Mà hai ả đó mà không đi là mấy ông mà đồn đồn đó, coi chừng đó nha. Đó. Tôi có ông bạn là ông Cầm này nè, ông cũng theo dõi về vụ việc chị Hằng, ông cũng hào hứng lắm, nhưng mà ông không tiện nói thôi, mà mình cũng không cho ông nói tại vì mất công nói ông mất công mệt nữa. Đó. Không cho ông nói nghĩa là mình sợ mất công nói, và cái tụi nó kích tới đầu cái là ổng thì ổng kìm lòng không được, mất công ổng chửi tùm lum mất công phiền nữa. Cái vụ mà bây giờ chửi nhau trên mạng thì nó căng lắm các bạn, nguy hiểm lắm, phải cẩn thận thôi. Rồi thôi thì hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn là sự tái xuất giang hồ của anh đời thường TT và hóng tin của chị CM. Mà à, chắc bây giờ chỉ theo dõi anh đời thường TT để coi có cái gì hay hay để mà thấy ra mình đăng ký anh cái coi. Đó, đăng ký kênh với ảnh nha các bạn nha. Đó. Tại vì thật sự tôi cố tình là tôi quỷ đăng ký và đăng ký lại để cho nó thấy được cái video của ảnh đăng lên, tại vì một cái kênh mà lâu ngày quá vì đã đăng ký rồi vì không thấy video mới, vì cứ làm giống em là quỷ đăng ký. Xong rồi sau 24 tiếng quỷ đăng ký lại là ok nhất. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị.